Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Nữ họa sĩ xinh đẹp của tác giả Ngọc Trân. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hôm nay là ngày Thảo Hiền quay lại quê hương mình sau 8 năm du học và làm việc bên Mỹ. Hiện tại, cô đã là một họa sĩ trẻ có triển vọng, sự nghiệp không ngừng phát triển. Lần này trở về cũng vì muốn để bản thân trở nên vượt bậc hơn. Do bản thân muốn tạo sự bất ngờ lớn đối với gia đình, nên Thảo Hiền quyết định về trong im lặng. Cô sẽ không nói cho người nhà mình hay, để họ ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của cô. Đồ đạc của Thảo Hiền không nhiều, đủ chứa gọn trong một cái vali lớn. Vừa bước chân xuống máy bay, Thảo Hiền hít sâu một hơi, tận hưởng sự yên bình của Việt Nam. Không phải vì cô không muốn trở về sớm, mà vì cô lo cho tương lai. Chỉ có học và tiếp thu kinh nghiệm thì bản thân mới trở nên giỏi giang hơn, tài năng hơn. Thế là cô ở Mỹ tận 8 năm liền. Đôi lúc nhớ quê thì trở về nhà, vào những dịp lễ lớn như Tết Nguyên Đán hoặc những ngày nghỉ. Bây giờ Thảo Hiền có thể chính thức ở lại Việt Nam mà không cần đi nữa rồi. Cô rất vui vì điều ấy. Không biết từ đâu xuất hiện một đứa bé, do nó chạy và đùa nghịch nên vô tình đâm sầm vào Thảo Hiền. Cô mất thăng bằng nên chới với. Chiếc vali trên tay cũng bị cô buông thõng. Cả người cô cứ thế ngã ra đằng sau. Do bản thân đang mang giày cao gót nên khá bất tiện. Vì vậy Thảo Hiền nghĩ bản thân sẽ ngã ngay vài giây sau. Tưởng chừng như cô sẽ phải chịu một cú đau đớn do va chạm với sàn gạch màu trắng. Nhưng lúc này bỗng dưng một cánh tay vững chắc đã đưa ra để đón cô. Cơ thể Thảo Hiền cứ thế ngã trọn vào vòng tay rộng lớn. Cô có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ này. Cũng nhờ vậy mà bản thân thoát được kiếp nạn. Bấy giờ Thảo Hiền mới nhìn rõ người vừa đỡ mình là một người đàn ông có khuôn mặt khôi ngô. Anh chừng khoảng 33-34 tuổi. Không biết sau khi rơi vào vòng tay của anh, cô có cảm giác yên tâm không nói nên lời. Cô không sao chứ? Đến khi người đàn ông phát ra câu hỏi thăm thì Thảo Hiền mới giật mình. Cô vội bật dậy rồi lên tiếng cảm ơn. Cảm ơn anh, tôi không sao. Đứa bé lúc nãy cũng hốt hoảng ríu rít xin lỗi cô. Chị ơi, em xin lỗi chị ạ, em không cố ý khiến chị ngã. Dù sao bản thân cũng không bị gì, Thảo Hiền xua tay. Không sao, lần sau em cẩn thận hơn là được. Dạ. Cậu bé dứt lời thì rời đi. Giờ đây chỉ còn Thảo Hiền và người đàn ông. Cô lịch sự và tỏ ra biết ơn anh thêm lần nữa. Cảm ơn anh đã giúp. Hữu Quân nghe thế thì xua tay. Không có gì, ban nãy đi sau cô nên thấy thì phản ứng kịp thôi. Thảo Hiền nghe thế thì vừa đi vừa hỏi anh. Anh cũng vừa về nước à? Đúng vậy, tôi từ Pháp trở về. Còn cô? Tôi thì từ Mỹ. Hai người nói chưa được mấy câu thì đã ra tới bên ngoài. Xe Thảo Hiền đặt đã đến sẵn. Thế là cô từ xã anh rồi trở về. Mang theo tâm trạng háo hức, từ khi đặt vé máy bay cho đến nay, Thảo Hiền nôn nóng để được về lắm. Lúc đứng trước cửa nhà mình, cô không khỏi phấn khích, tim cũng đập mạnh hơn. Không cần gọi người giúp việc ra mở cửa, cô đã tự ấn mật khẩu. Lúc cánh cửa mở ra, người giúp việc cũng là dì ba đang tưới cây, dì cả kinh khi nhìn cô. Thảo Hiền, con về rồi. Dì ba là người giúp việc nhà Thảo Hiền lâu năm, do vậy cô khá thân và quý dì. Cô gật đầu mấy cái đáp lời. Con chào dì, con mới về ạ. Con không thông báo gì với chị Lan sao? Chị Lan mà dì ba nói chính là mẹ của cô, bà Lan. Dạ không ạ. Con muốn tạo bất ngờ cho mẹ. Dì ba hiểu ý vội dục.
Vậy con vào nhà đi, mọi người đều có mặt đông đủ ở nhà. Con để vali ở đây, dì mang lên dùng cho. Dạ con cảm ơn dì. Thế là Thảo Hiền gấp gáp chạy vội vào trong nhà. Lúc này ba mẹ cô đang ngồi xem tin tức cùng nhau. Sự xuất hiện của cô đã khiến hai người họ kinh ngạc đến mức hai mắt mở to. Miệng bà Lan cũng không thốt ra được câu hoàn chỉnh. Thảo Hiền, con đã về rồi sao? Ông Bình vội đặt tách trà trên tay xuống và nhìn Thảo Hiền chăm chú. Con bé này về sao không báo? Thảo Hiền tiến lại gần ba mẹ mình, cô nở một nụ cười ngọt ngào. Vậy thì còn gì là thú vị nữa, đúng không ba mẹ? Bà Lan bật dậy rồi ôm chầm lấy Thảo Hiền, cảm động suýt khóc. Con của mẹ nhớ con quá đi mất. Cô vỗ vỗ vào lưng bà Lan. Mẹ đừng mít ướt, chẳng phải con đã về rồi sao? Sau này con sẽ ở với hai người, không đi đâu nữa. Đúng rồi, mẹ không nên khóc, bởi vì con sẽ không đi xa mọi người nữa. Bà Lan vừa dứt lời thì bỗng một người con trai xuất hiện từ phía cầu thang. Cậu ấy tỏ ra hớn hở và thích thú trước sự xuất hiện của Thảo Hiền. Chị hai, chị về rồi ạ. Người con gái đưa mắt nhìn, khóe môi vẫn giữ nụ cười tươi tắn. Ừ, chị về rồi. Người con trai trước mặt cô chính là đứa em duy nhất của Thảo Hiền, tên Tấn Danh. Tấn Danh thua cô 3 tuổi, hiện đang làm việc trong công ty nhựa của ông Bình. Cô không thích kinh doanh mà chỉ thích vẽ, nên học bên hội họa. Còn nối nghiệp ba cô thì có Tấn Danh rồi, nên không cần phải sợ. Tấn Danh phi như bay về phía này, rồi ngồi xuống cạnh chị mình, cậu trách móc. Chị đấy, về cũng không báo với mọi người trước một tiếng, cứ thích về là về thôi, chẳng hỏi ý kiến của ai cả. Tính tình của chị vẫn như ngày nào vậy. Đối với đứa em trai thua 3 tuổi này, Thảo Hiền luôn cho rằng cậu là con nít, vậy nên cô đã không ngại ngùng mà xoa đầu cậu hai cái. Có em là hiểu tính nết chị nhất đấy. Làm như thế là hay lắm vậy, cậu bĩu môi. Thảo Hiền tỏ ra đắc ý, cô khoe khoang. Đúng rồi, họa sĩ tài ba như chị phải hay thôi. Ông Bình và bà Lan bật cười. Tấn Danh thì nhìn cô bằng nửa con mắt. Đúng rồi, chị tôi là số một luôn. Vì khá mệt nên Thảo Hiền quyết định lên phòng tắm rửa rồi ngủ một giấc say sưa. Đến chiều cô mới tỉnh dậy. Thảo Hiền mở điện thoại lên xem, phát hiện đã hơn 3 giờ chiều và cũng thấy luôn tin nhắn gửi đến từ một dãy số không lưu tên. Nhưng cô biết người gửi là ai, không những thế còn đã từng rất quen thuộc với cô. Dòng tin nhắn chỉ có vỏn vẹn 4 chữ: em về rồi à? Thảo Hiền quăng điện thoại sang một bên, cô nằm nhắm mắt vài giây để khiến bản thân tỉnh táo hơn. Tầm 3 phút sau cô mới cầm lại điện thoại, sẵn tay nhắn lại hai chữ đúng vậy. Thật ra người vừa nhắn tin cho cô đây chính là Tuấn Khải. Hắn từng là bạn trai của cô, cũng là con của bạn thân ông Bình. Ông Bình và ba Tuấn Khải rất muốn kết thông gia, nên khi đó họ đã làm quen hai người với nhau. Dù gì ba mẹ hai bên cũng có quen biết, nên cô quyết định tìm hiểu với Tuấn Khải. Sau đó bắt đầu mối quan hệ yêu đương cùng với hắn. Lúc đó cô chỉ mới 17 tuổi. Quen được một năm thì cô quyết định sang nước ngoài. Cả hai cố gắng gồng gánh quen thêm một năm nữa thì Thảo Hiền đã quyết định chia tay. Vì cô thấy bản thân khá bận và lại Tuấn Khải cũng không còn mặn mà như khoảng thời gian hai người thường xuyên gặp mặt lúc cô chưa đi Mỹ. Thế nên cô đã đề nghị chia tay với hắn. Người đàn ông không níu kéo, chỉ hỏi cô đã suy nghĩ chưa rồi mới đồng ý yêu cầu của cô. Sau đó cả hai không còn liên lạc với nhau nữa. Có lần Thảo Hiền về nước vào dịp lễ Tết thì Tuấn Khải sang nhà mừng tuổi cũng như thăm hỏi cha mẹ cô, rồi nói chuyện với cô mấy câu như hai người bạn bình thường, chứ không đến nỗi phải cạch mặt. Những lần sau đó trước khi về nước, Thảo Hiền có thông báo với người nhà một tiếng thì thế nào cũng sẽ tới tai Tuấn Khải. Có khi hắn cùng gia đình cô rước cô, hoặc bận quá thì buổi khác hắn ghé thăm.
Thảo Hiền thật sự không hiểu vì sao hắn lại làm như vậy. Nếu như không còn yêu và không còn bất cứ quan hệ gì thì cũng chẳng cần phải xuất hiện trước mặt cô như thế. Còn hắn cũng không hề có hành động gì khác, chỉ như vậy là thôi. Tuấn Khải nói chuyện với cô vẫn vui vẻ, gia đình hai bên thì lại muốn tác hợp cả hai thêm một lần nữa, nhưng luôn bị cô và Tuấn Khải giả vờ ngây thơ không biết, càng không chủ động nhắc đến. Hôm nay cũng như vậy, Tuấn Khải lại hỏi thăm cô. Thảo Hiền đoán chắc là do Tấn Danh thông báo cho hắn biết, vì trước đây cậu và hắn khá thân thiết. Tin nhắn của cô được gửi đi, rất nhanh sau đó đã nhận được dòng hồi âm của Tuấn Khải. Nghe nói lần này em trở về là không rời đi nữa, có đúng không? Thảo Hiền rất muốn biết liệu người đàn ông này đang có suy nghĩ gì. Cô nhắn hỏi hắn, đúng vậy, có gì không? Tuấn Khải không có ý trả lời cô, hắn đáp lại một câu khác. Chiều nay anh sẽ ghé thăm hai bác và em. Thảo Hiền thật sự không hiểu Tuấn Khải, hắn có cần phải làm vậy không? Cô biết chắc nếu như mình phản đối bảo hắn đừng đến thì hắn vẫn sẽ đến. Vậy nên cô không quan tâm nữa, cũng không trả lời gì thêm, mặc kệ hắn. Như nhớ ra một chuyện gì đó, cô vội cầm điện thoại và tra vào danh bạ, sau đó ấn gọi người được cô lưu tên Khả Như. Khả Như là bạn thân của cô từ nhỏ đến lớn, mặc dù cả hai ít khi gặp mặt, nhưng tình cảm bạn bè vẫn không hề thay đổi. Chẳng mấy chốc, đầu dây bên kia đã vang giọng uể oải kéo dài của Khả Như. Alo. Vừa nghe thôi thì Thảo Hiền đã nhận ra chắc là Khả Như đang ngủ rồi bị cô làm phiền, nên đành bắt máy ngay, chứ không cầm điện thoại xem tên người gọi là ai đây mà. Thảo Hiền tưởng tượng đến cảnh mê ngủ của bạn mình thì bật cười. Khả Như là mình vừa về nước rồi đây. Chính câu nói này của Thảo Hiền dường như tiếp thêm năng lượng cho Khả Như. Cô ấy giật mình cũng tỉnh ngủ hẳn. Thảo Hiền, cậu về nước từ bao giờ vậy? Mới hôm nay thôi. Về cũng không báo với mình một tiếng, thật là đáng ghét. Thì bây giờ báo này cho cậu bất ngờ còn gì. Chiều nay cậu có rảnh không? Chúng ta đi hẹn hò đi. Trước đề nghị của Thảo Hiền, Khả Như phấn khích lắm. Được đấy, tầm 5 giờ. Chết rồi, chiều nay mình bận công việc mất, xém nữa là quên. Hay là hẹn cậu lại bữa khác có được không? Không sao đâu, vậy hôm khác chúng ta sẽ gặp nhau nhé. Một phần là vì Thảo Hiền muốn gặp lại Khả Như, dù sao cả hai cũng lâu rồi chưa gặp. Phần còn lại là vì cô đang muốn trốn tránh Tuấn Khải. Thấy hắn như thế khiến cô mơ hồ lắm, không muốn gặp mặt. Nhưng hiện tại ông trời không chiều ý người, cô đành nghe theo thôi. Chiều đến, tầm hơn 4 giờ là Tuấn Khải đã xuất hiện ở nhà Thảo Hiền. Vì cô đang mải mê ngâm trong bồn nước rộng lớn nên không hay động tĩnh ở dưới này. Đến khi dì ba lên gõ cửa thì cũng là lúc cô từ nhà tắm đi ra, cô hỏi dì ba. Có chuyện gì không vậy dì? Cậu Khải đến chơi, chị Lan kêu con xuống nhà. Dạ. Dì ba rời đi, sau khi Thảo Hiền chải lại tóc tai thì mới xuống gặp Tuấn Khải. Mặc dù cả hai đã từng có giai đoạn yêu nhau, nhưng đã qua nhiều năm, hiện tại cũng chẳng còn gì để nói. Lúc cô thấy Tuấn Khải, hắn đang ngồi nói chuyện với ba mẹ cô một cách vui vẻ. Vì hắn khéo ăn khéo nói, cộng với ba mẹ cô cũng rất có thiện cảm với hắn, nên cô luôn yêu thích hắn. Tuấn Khải mặc trên người một bộ đồ thể thao thoải mái. Lúc cô nhìn thấy hắn, nhận ra hắn dần thay đổi bản thân, nhớ lại dáng vẻ thiếu niên tuổi mới lớn của hắn, khi đó còn chẳng dám cầm tay cô. Giờ đây nhìn hắn chững chạc hẳn, khiến cô có chút không quen. Bà Lan thấy cô thì vẫy tay ngay. Thảo Hiền, mau lại đây ngồi, Tuấn Khải nó đến thăm con nè. Ánh mắt của người đàn ông cũng chuyển sang cô. Cô không đáp lời bà Lan, không chào hỏi hắn một tiếng, cứ thế đi thẳng đến chỗ mẹ mình và ngồi xuống. Tuấn Khải nở một nụ cười ngọt ngào, giọng hắn trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Lâu ngày không gặp lại, em vẫn xinh đẹp như ngày nào. Thảo Hiền khẽ đáp. Cảm ơn anh.
Bấy giờ dì ba từ phòng bếp đi ra, dì thông báo với mọi người. Thức ăn đã dọn lên bàn rồi ạ, anh chị và hai đứa có thể vào ăn. Ông Bình dục, vậy chúng ta vào ăn cơm chung đi. Dì ba cười đáp, để tôi đi gọi Tấn Danh. Thế là bốn người liền đi xuống phòng bếp. Bà Lan có ý đẩy Thảo Hiền sang ngồi cạnh Tuấn Khải, nhưng cô đã làm ngơ, kiên quyết ngồi cạnh bà, để cho Tấn Danh ngồi kế Tuấn Khải. Cứ thế cô ăn cơm một cách im lặng, miễn không nhắc đến mình thì cô sẽ chẳng lên tiếng. Còn về phía ông Bình và bà Thảo, họ hỏi han về sự nghiệp và cuộc sống của Tuấn Khải. Tuấn Khải đều lịch sự trả lời hết, đôi khi còn pha trò khiến hai người họ cười vui. Chốc chốc Tấn Danh cũng thêm vào vài ba câu, riêng chỉ có một mình Thảo Hiền là không muốn để tâm đến. Thấy con gái im ắng một cách lạ thường, bà Lan lay nhẹ cánh tay cô. Con sao vậy? Sao hôm nay ít nói hẳn ra? Thảo Hiền viện đại một cái cớ. Con ngồi máy bay lâu quá nên hơi mệt, chứ không có gì cả, mẹ đừng lo. Nghe đến đây Tuấn Khải liền đề nghị. Hay là để anh mua thuốc cho em? Thảo Hiền lắc đầu. Không cần đâu, chỉ là có chút uể oải, cảm ơn ý tốt của anh. Em không cần khách sáo vậy đâu. Tuấn Khải có chút buồn bã trước thái độ lạnh nhạt của cô, hắn có thể hiểu nên cũng tự trấn an mình. Kết thúc bữa cơm, Tấn Danh đã lên lầu trước, còn ông Bình và bà Lan cũng viện lý do đi vào phòng. Thảo Hiền biết họ đang tạo không gian riêng tư cho mình và Tuấn Khải, nhưng cô và hắn thì có cái gì để nói chứ? Tính Thảo Hiền khá thẳng, vậy nên cô đã không ngại lên tiếng đuổi khách. Ba mẹ em cũng bận hết rồi, em còn vài việc phải thu xếp, nếu như anh đã ăn xong thì... Cô nói đến đây thì dừng, bởi cô biết hắn hiểu ý cô. Người đàn ông tất nhiên nhìn ra cô đang nhắc khéo hắn trở về. Tuy nhiên hắn không muốn cho cô như ý. Tuấn Khải đưa ra đề nghị với cô. Anh có chuyện muốn nói với em, chào anh 5 phút có được không? Nhìn vào đôi mắt đen láy của hắn, cô thật không biết hắn đang suy nghĩ gì. Sự thiết tha đó khiến cô không thể cự tuyệt. Thế là cô đã đồng ý. Được. Ngồi ở phòng khách, sau khi rót cho Tuấn Khải một cốc nước, thì Thảo Hiền liền hỏi ngay. Rốt cuộc anh muốn nói điều gì với em? Tuấn Khải ngồi thẳng lưng, hai tay đan lại và đặt lên đùi một cách ngay ngắn. Hắn nghiêm túc thốt ra một câu nói mang đầy sự kiên nghị. Thảo Hiền, anh muốn theo đuổi lại em, mong em hãy cho anh một cơ hội. Thảo Hiền cả kinh trước những gì hắn vừa thốt ra. Cô không thể tin được Tuấn Khải muốn theo đuổi cô thêm một lần nữa. Chẳng phải chuyện của cả hai đã là quá khứ rồi sao? Hắn có cần thiết phải như thế không? Hóa ra ý đồ của hắn chính là như vậy. Nhưng tại sao? Thảo Hiền tạm lắng đi cơn sóng đang cuộn trong lòng, cô điềm tĩnh hỏi. Tại sao? Có cảm xúc lại rồi à? Tuấn Khải không do dự đáp. Từ trước đến nay anh chưa từng mất cảm xúc với em, anh vẫn yêu thương em như ngày nào. Thảo Hiền cảm thấy có chút tức cười, cô không thể thấm nổi câu này của hắn. Nếu đã là như vậy, thì tại sao năm đó anh lại đồng ý chia tay? Chẳng phải là do em đề nghị sao? Tuấn Khải bắt đầu thuyết phục cô. Anh biết em không có thời gian yêu đương, anh cũng khá bận. Vì vậy khi em đề nghị chia tay thì anh đã đồng ý, để chúng ta có thể tập trung vào sự nghiệp hơn. Những năm qua, lúc nào em về nước thì anh cũng hay tin và xuất hiện đến trước mặt em. Đơn giản vì anh còn tình cảm với em và anh muốn gặp em. Thảo Hiền bị chấn động thêm một lần nữa. Thì ra hắn vẫn còn yêu cô, nhưng cô lại không hay biết. Cô cứ nghĩ hắn đến nhà là vì muốn hỏi han và nói chuyện bình thường, quan tâm nhau như anh em trong nhà hoặc bạn bè mà thôi. Vậy mà đến hôm nay cô mới biết tâm tư của hắn. Hắn vẫn còn thích cô, nhưng chớ trêu thay, cô đã ngừng thích hắn từ rất lâu rồi. Tuấn Khải nói tiếp, thái độ trịnh trọng. Anh không hề có bạn gái nào sau khi chia tay em, là vì anh đợi em, đợi đến ngày em chính thức về nước, sau đó anh sẽ theo đuổi em một lần nữa và lấy em. Thảo Hiền trầm mặc,
cô im lặng không nói gì. Cô nên trả lời hắn thế nào đây? Bởi những gì hắn nói ra đều mang đến cho cô sự bất ngờ không hề nhỏ. Tuấn Khải không gấp gáp, hắn im lặng chờ đợi cô từng giây một, cũng chẳng hối một lời. Không biết qua bao lâu Thảo Hiền mới đáp trả những gì mà hắn vừa nói. Làm sao anh biết hiện tại em không có bạn trai? Lỡ như em đang quen bí mật thì sao? Nếu thật là vậy, chẳng lẽ kế hoạch theo đuổi lại của anh sẽ bằng không hết? Nghe cô nói thế, Tuấn Khải lắc đầu tự tin. Không đâu, nhất định sẽ không có. Hắn nói câu này vì hắn cho rằng cô vẫn còn tình cảm với hắn, mặc dù rất ít. Tuy nhiên điều hắn nghĩ hắn sẽ không nói cho cô nghe. Chính vì điều đó mà hắn không biết cô vốn đã chẳng còn tình cảm gì với hắn. Phải qua vài giây sau đó, Thảo Hiền mới lên tiếng, giọng cô vẫn trầm lặng và dịu dàng như nước. Chuyện theo đuổi em thì thôi đi, chúng ta làm bạn như vậy vẫn rất tốt. Nhưng mà anh không muốn, anh muốn trở thành bạn trai của em. Ba mẹ chúng ta đều có quen biết và thân thiết với nhau. Hai ta thành đôi cũng là điều họ muốn. Và lại anh vẫn luôn thương em, nên anh sẽ không từ bỏ. Thảo Hiền, cho anh một cơ hội có được không em? Tối đó Thảo Hiền không ngủ được vì những lời thổ lộ của Tuấn Khải. Sự nghiêm túc của hắn khiến cô có chút xao động, bởi cô đã nghĩ đến quá khứ ngọt ngào của hai người. Khi ấy cô còn ngưỡng mộ tình cảm của bản thân mà. Nhưng sau đó cả hai mỗi người du học một nước nên mới dẫn đến chuyện chia tay. Đúng là khi ấy cô tập trung trong việc học thật, nhưng chia tay cũng vì Tuấn Khải ít quan tâm cô như khi ở gần. Và lại cô cảm nhận được cả hai dần xa cách, cuối cùng mới đề xuất ý định đó. Cô tự nghĩ, nếu như khi ấy cô không mở lời trước, thì có phải Tuấn Khải vẫn là bạn trai và yêu cô đến bây giờ không? Dù gì cũng là chuyện của quá khứ, còn hiện tại cô nên trả lời sao với hắn đây? Rồi hắn sẽ bằng mọi cách để theo đuổi cô, người nhà cô, từ ba mẹ đến em trai, ai cũng đều thích hắn. Bằng mọi giá họ sẽ liên tục đẩy thuyền cho xem. Nhưng hiện tại cô thật sự đã chẳng còn ý gì với người đàn ông đó, mặc dù khi xưa cô đã từng yêu hắn thật lòng. Tuổi 17 thật non nớt, tình yêu cũng trong sáng và cao cả làm sao. Nụ hôn đầu của cô là trao cho Tuấn Khải, vì hắn cũng chính là mối tình đầu và là mối tình duy nhất của cô. Nhớ lại khi ấy, hắn quen cô đến tận 3 tháng mới dám hôn cô, vừa nhút nhát vừa đáng yêu làm sao. Giờ Tuấn Khải trưởng thành rồi, hắn cũng khá khác so với trước. Tuy nhiên hình bóng cậu thiếu niên nhiệt huyết và sôi nổi năm nào vẫn còn in sâu trong tâm trí cô, không thể xóa mờ. Sáng ngày hôm sau, Thảo Hiền đã dậy sớm, cô thay quần áo chỉnh tề rồi đi xuống lầu. Thấy cô ăn mặc nghiêm trang, bà Lan liền đặt ra câu hỏi. Con đi đâu vậy? Lại ăn mặc đẹp đến thế. Cô nghe thì khẽ cười. Con chuẩn bị đi dự buổi triển lãm của một họa sĩ lớn đó mà. Thảo Hiền được một người anh trong nghề tặng cho chiếc vé này. Làm sao cô có thể không đi cho được? Tấn Danh nghe thế thì vội đưa ra đề nghị. Chị có đi chung với ai không? Hay là em gọi anh Khải đến đưa chị đi? Thằng Danh này. Cô liếc Tấn Danh một cái, Tấn Danh liền cười ha ha. Ngồi xuống ăn sáng với gia đình, bà Lan tò mò về chuyện giữa cô và Tấn Khải, nên đã nhắc đến chủ đề này. Hôm qua thằng Khải nói gì với con vậy? Mọi người dường như có vẻ tập trung ăn sáng, nhưng ai nấy cũng nôn nao chờ đợi câu trả lời của Thảo Hiền. Còn cô vẫn ung dung như vậy, nhai nuốt thức ăn trong miệng rồi mới trả lời mẹ mình. Anh ấy muốn theo đuổi lại con. Ông Bình nhanh nhỏ chen vào. Thế con thấy sao? Có ý định sẽ cho nó một cơ hội không? Tấn Danh không nhịn được nói đỡ cho Tuấn Khải. Em thấy anh Khải vừa tài năng lại xuất chúng. Không những thế anh ấy vẫn còn tình cảm với chị. Nếu chị vẫn còn độc thân thì cứ mở lòng ra với anh ấy thử xem. Dù sao hai người cũng đã từng quen nhau một lần rồi. Thảo Hiền biết ngay người nhà cô ai cũng ưng bụng Tuấn Khải. Cũng không hiểu hắn có mua chuộc họ gì không mà ai cũng thích hắn hết,
nhất là Tấn Danh, dì cũng Tuấn Khải, ngày mãi mệt lắm. Trước sự nôn nóng của mọi người, Thảo Hiền vẫn luôn bình thản, cô uống ly sữa rồi mới đáp. Cũng vì đã từng quen rồi nên không muốn quen lại nữa. Câu trả lời của cô khiến ai nấy đều ngỡ ngàng, bà Lan khó hiểu. Sao vậy con? Chắc là do con chán. Thảo Hiền nhoẻn miệng cười rồi đứng dậy chào tạm biệt. Con ăn xong rồi, con đi trước đây ạ. Thế rồi cô bỏ đi trước ánh mắt khó hiểu của ba mẹ và em trai mình. Tấn Danh còn lẩm nhẩm một câu. Chán à? Có phải là chán thật không đấy? Thảo Hiền lấy chiếc xe hơi của mình rồi lái đi. Đây là chiếc xe mà ông Bình mua tặng cô nhân dịp sinh nhật 22 tuổi. Mặc dù rất ít có cơ hội lái vì cô luôn ở nước ngoài, nhưng ông Bình vẫn bảo dưỡng xe cho cô rất tốt. Thảo Hiền mở địa chỉ lên xem, cô đi theo định vị tìm đến khu triển lãm. Người tổ chức buổi triển lãm ngày hôm nay chính là họa sĩ Ngọc Sơn. Ông rất tài năng trong chính ngành nghề của mình. Nếu là một họa sĩ chính hiệu thì không ai là không biết đến ông. Thảo Hiền rất thích các tác phẩm của ông, nên cô đã nhờ một người bạn mua vé giúp cô để vào được buổi triển lãm này. Nhưng người bạn ấy mua xong thì tặng cho cô luôn. Đến nơi, Thảo Hiền nôn nóng đi vào bên trong. Sau khi cho bộ phận an ninh kiểm tra xong thì cô mới được đi vào đại sảnh. Bấy giờ mọi người cũng đã đến rất đông, họ không ngừng quan sát các tác phẩm của họa sĩ Ngọc Sơn. Thảo Hiền đưa mắt chiêm ngưỡng những kiệt tác xuất chúng của ông, lòng không khỏi dâng lên cảm xúc ngưỡng mộ. Tác phẩm của ông không những đẹp mà còn rất có hồn, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của mọi người. Tác phẩm của họa sĩ Ngọc Sơn có giá trên trời, nhưng nhiều người vẫn bỏ tiền ra để mua cho bằng được một bức tranh mà họ yêu thích của ông. Thảo Hiền không phải ngó sơ qua, mà cô nhìn thật kỹ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, đều được ông vẽ một cách công phu và tỉ mỉ. Cô thích lắm, mong ước một ngày nào đó sẽ có thể vẽ đẹp được như ông. Và bản thân cũng mở một buổi triển lãm tranh thế này để mọi người đến chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Thảo Hiền ngắm một lúc lâu mới xong một bên, thế là cô liền đi qua bên khác. Đúng lúc này ánh mắt cô vô tình chạm phải ánh mắt của một người đàn ông, và cô nhận ra anh ta ngay. Người đàn ông nhìn sang bên đây và khựng lại, trong chốc lát bốn mắt đã chạm nhau. Là cô. Người đàn ông cất giọng trầm thấp, anh muốn xác nhận xem cô có phải là người mà mình đã gặp ở sân bay ngày hôm qua không. Thảo Hiền vui vẻ mỉm cười. Trùng hợp thật đấy. Hữu Quân không nghĩ bản thân còn có thể gặp lại Thảo Hiền mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy nữa chứ. Anh khẽ hỏi. Cô là họa sĩ hay chỉ đơn thuần là một người thích hội họa? Tôi là họa sĩ. Thảo Hiền không giấu giếm, cô hỏi ngược lại anh. Còn anh? Tôi cũng thế. Có phải là rất trùng hợp không? Cả hai đều là họa sĩ. Họ đều có chung niềm đam mê mãnh liệt với hội họa. Đã thế còn gặp mặt nhau ở buổi đầu tiên khi vừa về nước. Không những vậy, ngày hôm sau họ còn gặp lại. Hai người vừa hiểu rõ nghề nghiệp của đối phương thì bật cười. Chẳng có gì vui hơn việc quen biết một người bạn trong sự ngẫu nhiên, gặp lại người bạn đó trong sự trùng hợp. Và cả hai đều có chung chuyên môn. Là đàn ông nên Hữu Quân đã tự giới thiệu về mình trước. Tôi tên Hữu Quân, không biết nên xưng hô với cô như thế nào. Tôi tên Thảo Hiền, hân hạnh được quen biết anh. Cô chìa tay ra, người đàn ông nhanh chóng nắm lấy tay cô. Hân hạnh được gặp cô. Bước đầu giới thiệu đã xong, hai người bắt đầu quan sát tranh. Không những thế, họ còn bàn luận về tranh của họa sĩ Ngọc Sơn. Cô cũng thích họa sĩ Ngọc Sơn sao? Đúng vậy, ông ấy rất giỏi. Các tác phẩm đều là tuyệt phẩm. Tôi cũng thế. Điều đặc biệt của ông ấy là khi nhìn vào tranh, tôi có thể nhìn ra sự chuyển động trong bức tranh tĩnh lặng ấy. Điều đó khiến tôi thích thú. Còn gì thú vị hơn việc bàn luận về một điều mà bản thân yêu thích với một người cũng hiểu về chuyên môn đó. Mặc dù mới gặp nhau có hai lần mà cả cô và anh đều nói chuyện rất vui vẻ và hợp ý nhau. Thời gian dường như được ngưng đọng lại bởi giây phút này. Cả hai dành thời gian cho nhau rất lâu, nói chuyện rất nhiều về các tác phẩm mà họ được xem.
Nói mãi không chán, Thảo Hiền thấy rất vui vì cô đã gặp một người có cùng lối nghĩ với cô. Hôm nay họa sĩ Ngọc Sơn không có mặt ở đây, tuy nhiên người đại diện của ông đã đứng ra để quản lý buổi triển lãm tranh này. Đến một tiết mục thú vị của buổi triển lãm, đó là người đại diện sẽ bốc một lá thăm để chọn ra người được tặng một bức tranh do chính họa sĩ Ngọc Sơn vẽ. Ban nãy mỗi người khi vào đây đã được thư ký đưa cho một lá phiếu, trên đó ghi số thứ tự của từng người khi bước vào đây. Thảo Hiền cầm trên tay con số 85, lòng có chút hào hứng trước tiết mục chọn ra con số may mắn này. Thấy khuôn mặt cô không giấu nổi vẻ rạng rỡ, Hữu Quân liền hỏi han. Cô phấn khích lắm à? Thảo Hiền gật đầu chắc nịch. Chứ sao, mặc dù biết phần trăm mình may mắn là rất thấp, nhưng cũng nên hy vọng một chút chứ. Hữu Quân nghe thế thì bật cười, nhìn cô giờ đây khá là đáng yêu đấy. Còn anh lại chẳng có hy vọng nào cả, vì xác suất để trúng anh giữa mấy trăm người thế này là điều vô cùng khó, nên đứng đây góp vui cùng cô thôi, chứ anh không thiết tha đến nó. Phía trên bục cao, người đại diện đã bắt đầu bốc thăm, mọi người im lặng chờ đợi anh ta công bố. Tôi đã chọn ra được một lá thăm trên tay mình rồi nhé. Và bây giờ mọi người hãy cùng chờ đợi xem con số mà tôi bóc được sẽ là bao nhiêu. Người đại diện lấy ra xem, anh ta không giống như những người dẫn chương trình truyền hình mà luyên thuyên một lúc khiến mọi người tò mò. Khác hẳn với những MC đó, anh ta mở tấm giấy trên tay mình ra, rồi vừa giơ cao vừa hô lên. Tôi đã chọn trúng con số 137. Ai là người may mắn cầm trên tay con số 137 thì hãy giơ tay lên đi ạ. 137, Thảo Hiền biết chắc cô không may đến mức đó mà. Bản thân đã hết hy vọng, vậy cô cũng nên xem người may mắn hơn mình là nhân vật nào. Về phía Hữu Quân, anh nhíu nhẹ đôi mày cương nghị. 137, chẳng phải 137 là con số mà anh đã bốc trúng đó sao? Anh ấy vội lấy lá thăm từ trong túi áo ra để kiểm tra lần nữa. Thì đúng là 137. Anh khẽ nói với Thảo Hiền bên cạnh. Là tôi. Thảo Hiền trố mắt nhìn anh, rồi nhìn con số trên tay anh. Đúng là 137 rồi còn gì. Chưa thấy ai xác nhận, người đại diện lần nữa lặp lại. Mọi người hãy kiểm tra xem ai đã cầm trên tay con số 137 ạ. Phần quà của sự may mắn này chính là tác phẩm mang tên Mùa hè của họa sĩ Ngọc Sơn. Thấy người đại diện đã hối, Thảo Hiền vội dục. Anh giơ tay lên đi. Nhưng Hữu Quân vẫn đứng đơ ở đó, bởi anh thật sự không tin mình đã là người giành được phần thưởng của tiết mục này. Thấy anh bất động tại chỗ, sợ người đại diện lặp lại thêm lần nữa, thế là Thảo Hiền đã đưa tay lên và nói lớn. Ở đây ạ, cô lên nhận đi. Lúc này Hữu Quân liền đưa con số của mình cho Thảo Hiền, không cho cô ấy trả lại. Người đại diện thấy được cánh tay của Thảo Hiền thì khẽ cười rồi mời cô lên. Ôi, nhân vật may mắn của chúng ta ngày hôm nay là cô gái xinh xắn kia sao? Được rồi, xin mời cô lên trên để nhận phần quà. Thảo Hiền không hiểu hành động của người đàn ông bên cạnh mình. Sao anh lại đưa cho tôi? Cô mau lên đi, người ta giục kìa. Nhưng mà lên đi còn chờ gì nữa? Dưới sự thúc ép của anh, cô đành phải mang con số 137 của anh và đi lên. Hữu Quân vẫn luôn nhìn theo bóng sáng mảnh khảnh của cô, khóe miệng cứ nở một nụ cười nhàn nhạt. Sau khi được người đại diện kiểm tra và đối chứng con số 137 của Thảo Hiền, thì cô đã được họ trao tặng bức tranh. Cô lịch sự cảm ơn một tiếng và đi xuống gần Hữu Quân, rồi đưa sang tay anh. Tôi đã nhận tranh giúp anh rồi đây, rất đẹp. Anh giữ nó cẩn thận đấy. Hữu Quân cầm lấy, nói một câu cảm ơn và hỏi cô. Nói chuyện nãy giờ cũng khô cổ, cô rảnh không? Tôi có thể mời cô đi uống cà phê được chứ? Thảo Hiền liền suy nghĩ vài giây, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Được. Thế là cả hai đi xuống nhà xe, Hữu Quân đi theo sau cô. Thảo Hiền cứ tưởng xe anh nằm bên này giống mình, nên đi theo hướng của cô không hỏi đến. Nhưng tới lúc cô dừng chân ở cạnh xe mình, thì nhìn lại Hữu Quân vẫn bên cạnh cô. Trong lúc cô vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu anh muốn làm gì,
thì người đàn ông đã lên tiếng trước. Bức tranh này nên đặt được ở đâu? Đặt ở đâu là sao? Thảo Hiền khó hiểu, đừng nói là anh tính tặng bức tranh này cho cô thật. Hữu Quân bình thản đáp. Tôi nên để ghế sau hay là trong cốp xe của cô thì mới được. Thảo Hiền ngạc nhiên không nói thành lời. Anh, bức tranh này là của anh nên mang về xe anh mới đúng. Người lên nhận nó là cô mà. Khóe môi anh cong lên tạo thành một vòng cung hoàn hảo. Tôi chỉ nhận giúp anh thôi, anh không cần phải thế đâu. Không sao, tôi tặng cho cô cứ lấy đi. Anh làm vậy tôi ngại lắm. Đây xem như quả gặp mặt của chúng ta. Ban đầu khi thấy Thảo Hiền hào hứng chờ đợi, rồi khi biết tin mình là người may mắn, thì Hữu Quân đã quyết định tặng bức tranh này cho cô, thế nên mới bảo cô lên nhận. Anh thấy cô hy vọng muốn có phần thưởng như thế, vậy thì anh sẽ không ngại khiến cô vui bằng cách tặng lại cho cô. Dưới sự kiên quyết của anh, Thảo Hiền đã đồng ý, còn không ngừng cảm ơn anh. Cô nói thêm, bức tranh này bán ra với giá không nhỏ đâu, anh lại mang tặng cho tôi không tiếc à? Người đàn ông phất tay, cô vui là được. Rồi đi về xe mình, hai người cứ thế lại quán cà phê gần đó, rồi vào ngồi cùng và trò chuyện. Người đàn ông lên tiếng trước. Không ngờ tôi lại có thể kết bạn với một người cùng chí hướng với mình như cô vậy. Tôi rất vui vì điều đó. Thảo Hiền thành thật. Tôi cũng thế, vừa về nước đã có bạn mới, đúng là còn gì bằng nữa. Hữu Quân trò chuyện cùng cô. Trước đây cô đi du học sao, được mấy năm rồi? Tôi sang Mỹ từ năm 18 tuổi, đi 8 năm thì trở về. Lâu vậy ư, không nhớ nhà sao? Hàng năm vẫn về, nhưng mà chỉ vào dịp lễ Tết thôi, còn anh? Tôi thì hay đi đây đó để lấy cảm hứng sáng tác, và lại tôi cũng rất muốn đi khắp đất nước, xem như là du lịch cho biết đấy mà. Nói chuyện một hồi, Hữu Quân đề nghị xin số điện thoại của cô. Không biết cô có tiện không? Hay là chúng ta kết bạn với nhau đi? Được thôi. Thảo Hiền sẵn sàng, cô đọc số điện thoại cho Hữu Quân, rồi cả hai cùng kết bạn qua Zalo. Nếu có hoạt động nghệ thuật gì, tôi sẽ liên hệ với cô. Vậy cảm ơn anh trước. Hai người có rất nhiều chủ đề để nói với nhau, vậy nên trò chuyện một lúc lâu sau đó thì cả hai mới tạm biệt và trở về. Do Thảo Hiền muốn cảm ơn anh vì bức tranh anh tặng bằng cách trả tiền nước, nhưng anh đã từ chối, còn kiên quyết trả cho cô. Điều đó làm cô rất ngại. Người đàn ông còn nói, nếu cô muốn trả thì hãy để hôm khác. Thảo Hiền hết cách đành nghe theo anh. Vì trưa nay có hẹn với Khả Như nên sau khi đi uống nước với Hữu Quân thì cô đã đến quán lầu mà mình đã hẹn trước với Khả Như, không cần về nhà. Thảo Hiền vừa đến không lâu thì Khả Như đã xuất hiện. Thấy cô, Khả Như vui mừng đến mức ôm chầm lấy cô. Ôi, nhớ cậu quá đi mất, bảo bối của mình. Thảo Hiền cũng ôm lấy Khả Như, vui mừng vì lâu ngày mới gặp lại. Mình cũng nhớ cậu rất nhiều. Sau khi cảm xúc đã dần lắng xuống thì cả hai mới ngồi vào ghế và gọi món rồi trò chuyện với nhau. Khả Như tỏ vẻ oán trách. Đi biết bao lâu cuối cùng mới chịu trở về. Lần này là về luôn rồi, không đi nữa. Thật không đấy? Thật 100%. Vậy thì tốt, mà năm nay cậu cũng đã 26 tuổi rồi, có tính yêu đương gì không? Chẳng hiểu sao khi nghe bạn thân hỏi câu này thì đầu Thảo Hiền lại xuất hiện hình bóng của Hữu Quân. Cô giật mình bởi chính suy nghĩ của mình, nhưng vẫn cố bình tĩnh để trả lời câu hỏi của Khả Như. 26 tuổi vẫn còn trẻ, vậy để đến 30 mới yêu luôn sao? Khả Như thật sự khó hiểu. Trước đến nay Thảo Hiền chỉ quen một mối tình là Tuấn Khải, rồi không yêu thêm ai nữa. Hỏi thì bảo là do tập trung vào sự nghiệp, nhưng thật sự có phải là thế không? Vì quá thắc mắc nên Khả Như đã hỏi thẳng. Dù gì cũng là bạn thân nên không cần phải ngại vấn đề này. Cậu chưa muốn quen thêm ai là vì không thể quên được Tuấn Khải, có phải không? Nói bậy. Thảo Hiền vội phản bác ngay. Mình đã hết tình cảm với anh ấy từ lâu rồi. Lúc trước chỉ vì muốn tập trung cho sự nghiệp. Thật không đấy? Thấy Khả Như còn đang hoài nghi, Thảo Hiền gật đầu chắc nịch. Ừ, thật mà. Hôm qua Tuấn Khải biết mình về nước nên đã đến thăm mình. Anh ấy còn nói sẽ theo đuổi mình thêm một lần nữa.
Sao cơ, theo đuổi lại cậu? Khả Như hoàn toàn ngạc nhiên trước lời nói của Thảo Hiền. Có thật vậy không chứ? Nhưng tại sao lại muốn theo đuổi lại Thảo Hiền? Thảo Hiền nhún vai. Mình cũng không hiểu anh ấy muốn gì. Thế cậu trả lời thế nào? Bảo đừng theo đuổi nữa, vì mình không còn thích anh ấy là thật. Khả Như trầm mặc, chốc sau dường như đã suy nghĩ kỹ nên đưa ra lời khuyên. Nhưng mà mình thấy Tuấn Khải đó không những tài năng mà còn được gia đình cậu yêu thích. Nếu mà cậu chấp nhận anh ấy thì chắc chắn hai nhà đều vui. Không có cảm xúc thì làm sao? Thảo Hiền hết cách rồi. Cô đâu phải muốn thích ai là thích. Với lại cô không có suy nghĩ sẽ quen lại người cũ. Khả Như thở ra một hơi. Nhưng mà Tuấn Khải cũng kỳ thật. Trước kia thì đồng ý chia tay, bây giờ đòi theo đuổi lại. Khó hiểu quá đi. Cô giải thích cho Khả Như bằng những gì Tuấn Khải đã nói với mình. Anh ấy bảo, khi ấy chia tay là vì muốn cả hai có thời gian tập trung cho sự nghiệp. Những năm sau đó anh ấy cũng không quen ai vì luôn đợi mình. Đợi ngày mình về nước thì theo đuổi lại và cưới. Khả Như trố mắt rồi cất lời khen ngợi. Không quen ai vì đợi cậu, đúng là trung tình nha. Nhưng mà làm sao biết cậu chưa có người yêu mà theo đuổi? Lỡ như cậu đã có thì sao? Thảo Hiền cảm thấy suy nghĩ giữa Khả Như và cô ấy đều giống nhau. Chẳng hạn như thắc mắc của cô ấy đặt ra cũng không khác gì so với thắc mắc của cô đặt ra cho Tuấn Khải. Đúng là bạn thân có khác. Mình cũng hỏi y chang vậy với Tuấn Khải, nhưng anh ấy lại tự tin bảo sẽ không có chuyện đó. Hài hước thật. Bấy giờ phục vụ lên món, Thảo Hiền bật bếp để nước lẩu mau sôi. Khả Như hỏi cô, vậy cậu có ý định muốn quay lại với Tuấn Khải không? Chắc không. Thảo Hiền im lặng vài giây rồi mới bổ sung thêm, hiện tại mình dường như đã bị xao động bởi một người khác rồi. Khả Như không giấu nổi sự kinh ngạc, cô ấy mở to hai mắt, âm lượng phát ra cũng lớn hơn ban nãy một chút. Ai thế? Ai đã lọt được vào đôi mắt xanh của bạn thân mình rồi? Vì là bạn thân thiết chơi lâu với nhau, hiểu tính nhau khá rõ, nên Thảo Hiền mới không ngại mà nói ra cho Khả Như biết sự thật. Hôm qua ở sân bay, mình bị một cậu bé đụng trúng, xém ngã thì được một người đàn ông đỡ lấy, may mắn không sao. Hôm nay đi dự buổi triển lãm của họa sĩ Ngọc Sơn thì mình vô tình gặp lại anh ấy. Anh ấy cũng là một họa sĩ. Tụi mình đã không ngừng bàn luận về các tác phẩm. Anh ấy đã tặng bức tranh mà anh ấy may mắn nhận được ở cuộc triển lãm cho mình. Giờ còn mời mình đi cà phê nữa. Tụi mình cũng có trao đổi phương thức liên lạc. Nghe sau những gì Thảo Hiền kể, Khả Như không khỏi cảm thán một câu. Nhanh thật đấy. Thảo Hiền gật đầu. Đúng là nhanh thật, mới gặp có lần thứ hai mà mình bị xao động rồi. Nhưng nếu cả hai im lặng một thời gian thì sẽ trở lại bình thường. Nhưng mà người đàn ông kia có ổn không? Ổn chứ, nên mình mới để tâm đến. Khả Như bĩu môi. Coi kìa, khen người ta mà cười thế kia. Cậu cứ chọc ghẹo mình thôi, cô đỏ mặt. Lúc này nước đã sôi, Thảo Hiền đưa tay lấy nắp đậy ra. Khả Như thấy thế thì bỏ hải sản vào. Cô ấy nêu lên suy nghĩ của mình. Người đàn ông đó biết lấy lòng cậu thật, tặng tranh rồi còn mời đi uống nước. Lại còn xin số điện thoại của cậu nữa chứ. Cậu không thấy sao, người ta cũng có ý với cậu đấy. Thảo Hiền nghe thế thì xua tay. Cậu đừng có ăn nói lung tung, biết đâu anh ấy chỉ muốn làm bạn bè bình thường thôi cũng nên. Thôi đi, bạn thân của tôi xinh đẹp và tài năng như vậy. Đừng nói đến đàn ông con trai, cả tôi còn muốn yêu cô ấy đây. Nhìn cô ấy mà xem, ngọt ngào đến mức muốn cắn một miếng cho tan chảy ra. Lời nói của Khả Như khiến Thảo Hiền không nhịn được mà bật cười thích thú. Cậu đấy, thật là. Khả Như uống một hớp nước cho thấm giọng. Mình nói thật đấy, cậu nên tin mình đi. Nếu không cậu đợi mà xem, thế nào anh ta cũng có hành động nữa mà xem. Cậu hãy tin tưởng một người có kinh nghiệm tình trường đầy như mình. Ai lảng vảng xung quanh mình thì đều có ý với mình hết. Đối với cậu thì như Tuấn Khải chẳng hạn và người đàn ông đó nữa. Ồ, mà anh ta tên gì nhỉ? Hữu Quân. Hữu Quân, tên đẹp đấy, rất hợp với tên Thảo Hiền. Thảo Hiền nghe thế thì bó tay với cô bạn của mình. Ai, cô ấy cũng đẩy thuyền thì thế nào đây? Rốt cuộc là cậu ủng hộ Tuấn Khải hay Hữu Quân đây? Ai tốt với cậu hơn?
cậu thích ai hơn thì mình ủng hộ người đó. Khả Như cười vui vẻ. Sau khi từ xã Thảo Hiền thì Hữu Quân cũng trở về nhà. Do ba anh đã mất sớm nên gia đình chỉ còn có anh và một người em trai. Thấy anh trở về, mẹ anh cũng là bà Tiên liền hỏi han. Hôm nay tâm trạng con khá tốt nhỉ, đi dự triển lãm có gì vui phải không? Hữu Quân ngồi xuống đối diện bà Tiên, anh khẽ gật đầu. Dạ, con vừa mới làm quen được với một người bạn mới rất hợp với con. Là con trai hay con gái thế? Bà Tiên tò mò. Hữu Quân thành thật. Con gái ạ? Bà Tiên trố mắt ngạc nhiên. Ôi, con trai tôi hôm nay sao khác thế? Làm quen với một bạn nữ mới mà còn vui mừng thế kia. Người đàn ông nghe thế thì cười. Những người có chung niềm đam mê dễ có tiếng nói với nhau lắm mẹ ạ. Cô ấy thật sự rất hợp ý con. Đừng nói là con đã để ý tới con gái nhà người ta rồi nhé. Bà Tiên hỏi tới, bởi trước nay Hữu Quân không thích yêu đương. Anh tập trung cho sự nghiệp, sau đó lại vùi đầu vào việc đi du lịch và vẽ vời. Đến tận 30 tuổi mà chẳng có nổi một người bạn gái để dẫn về ra mắt. Điều đó khiến bà Tiên hết sức sầu não. Nếu như lần này Hữu Quân thích cô gái kia thì cũng được. Ít ra anh cũng không còn có suy nghĩ đơn độc một mình như trước đây nữa. Bấy giờ bỗng một giọng nói hào sảng bỗng vang lên trong phòng khách. Gì chứ? Anh hai để ý đến ai rồi à? Rốt cuộc là cô gái nào đã lọt vào mắt xanh của anh hai vậy? Người xuất hiện là Hữu Chí. Cậu là em trai duy nhất của Hữu Quân. Hữu Chí phi đến ngồi cạnh anh hai. Cậu hóng hớt chờ đợi câu trả lời đến từ anh. Hữu Quân lườm em mình một cái, rồi trả lời câu hỏi của bà Tiên. Anh thẳng thắn không xấu giếm. Hôm qua về nước con vô tình gặp cô ấy ở sân bay. Hôm nay đã gặp lại rồi. Con nghĩ đây là duyên phận giữa chúng con. Đúng là con đã có cảm giác với cô ấy rồi đấy mẹ. Bà Tiên nghe thế thì mừng ra mặt. Trời ơi, cuối cùng con trai tôi cũng chịu để mắt đến ai đó rồi. Hữu Chí cũng ngạc nhiên mở to mắt lên. Đúng là chuyện lạ thật đấy, anh hai mà cũng biết yêu ư. Vậy mà em cứ tưởng anh là gay đấy chứ. Tính cậu khá vui vẻ và hay thích pha trò, nhất là đi theo Trọng Hữu Quân. Nhưng Hữu Quân lại không tức giận, bởi như thế chẳng phải như ý muốn của cậu sao. Anh chỉ cười rồi khẽ đáp. Nếu anh là gay thì người anh ăn thịt đầu tiên đó chính là em. Hữu Chí bày ra khuôn mặt đáng sợ, cậu khua tay múa chân. Trời ơi, thấy ghê quá vậy, thôi nha, em là trai thẳng chính hiệu đấy. Dù anh hai có đẹp trai đến cách mấy đi chăng nữa, em cũng không thích đâu, đừng có suy nghĩ đó nha. Bà Tiên thấy thế thì chặt lưỡi, cái thằng này. Rồi bà nói với Hữu Quân, nếu con đã thích cô gái đó, thì con nên tìm cách để theo đuổi cô ấy. Để không muộn một bước thì sẽ chẳng có cơ hội thứ hai đâu. Sắc mặt Hữu Quân nghiêm trọng, nhưng mà con lại không biết cô ấy thích con không nữa. Giờ liên lạc thì dỗ sàng quá. Với lại chuyện yêu đương thế này Hữu Quân rất ít có kinh nghiệm. Giờ muốn theo đuổi Thảo Hiền phải bắt đầu từ khúc nào đây? Anh thật sự không biết đấy. Chẳng lẽ mỗi ngày đều nhắn tin với cô, như thế con làm phiền quá không? Hữu Chí nghe anh nói vậy thì ra vẻ là một người từng trải đầy kinh nghiệm. Có gì đâu mà dỗ sàng, anh thích người ta thì anh theo đuổi thôi. Hay là anh thử hẹn cô ấy đi ăn uống chẳng hạn, rồi tặng quà cho cô ấy. Con gái mà, ai lại không thích được nhận quà. Anh cứ tin em đi, sẽ thành công ngay thôi. Hữu Quân không khỏi bĩu môi. Không phải cô gái nào cũng thích và muốn những thứ đó. Bà Tiên khuyên anh, con theo đuổi làm sao cũng được, miễn đừng bỏ lỡ người ta là được. Hữu Quân nghĩ mẹ anh nói rất đúng, anh không muốn bỏ lỡ người con gái ấy. Mặc dù chỉ mới gặp nhau có hai lần, nhưng anh cảm nhận rõ trái tim của anh. Thảo Hiền rất hợp ý anh, cô là một cô gái mà nhiều người sẽ thích. Cũng không biết cô có bạn trai chưa, anh không thể nào đi hỏi cô điều này được, chi bằng để từ từ điều tra thử xem. Hơn một tuần sau, kể từ ngày Thảo Hiền về nước đến nay thì hôm nào Tuấn Khải cũng nhắn tin cho cô, hỏi han này nọ để bắt chuyện với cô. Tuy nhiên cô lại không muốn trả lời nhiều nên chỉ đáp vài ba câu rồi thôi, có khi còn chẳng buồn xem. Cách mấy hôm hắn lại sang nhà cô, lấy lý do thăm gia đình cô. Lúc hắn đến thì bà Lan toàn bắt cô xuống tiếp chuyện,
Thảo Hiền đành viện lý do không xuống, nhưng vẫn bị bà Lan lên kéo xuống. Cô hơi mệt mỏi trước sự theo đuổi này của Tuấn Khải. Hắn nhắn tin cô thì đã đành, đằng này còn ghé tận nhà để gặp cô. Ba mẹ cô thì lại rất thích hắn rồi, tất nhiên sẽ chẳng ghép đôi cho cô và hắn. Điều đó càng khiến cô khó chịu hơn, nhưng lại chẳng thể cãi được. Tuấn Khải thì tấn công dồn dập, nhưng người cô để tâm lại chẳng thấy tăm hơi. Thảo Hiền thở dài, cô cho rằng có lẽ Hữu Quân chẳng có tình cảm gì với cô cả. Nếu không anh đã chẳng im lặng với cô như thế. Cứ cho là cô đơn phương thích người ta đi, nhưng cô là con gái và lại cô cũng rất kiêu ngạo, làm sao có thể chủ động với anh trước được cơ chứ? Nếu như Hữu Quân chẳng hành động gì thì thôi vậy, cô sẽ không nghĩ đến anh nữa đâu. Thảo Hiền gục đầu xuống bàn, thật không nỡ buông bỏ một người hợp ý mình như vậy, nhưng suy cho cùng cũng nên từ bỏ thôi. Dù gì tình cảm mới chớm nở chứ chưa sinh sôi dữ dội vẫn còn kịp. Dòng suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu Thảo Hiền thì điện thoại cô bỗng reo lên. Cô đưa mắt nhìn thấy người gọi đến là Hữu Quân thì giật mình. Cô tự hỏi bản thân có nhìn nhầm không? Anh đang gọi cho cô đấy à? Vì sợ anh tắt máy nên cô đã vội ấn nghe ngay. Thảo Hiền tỏ ra bình thản nhất có thể. Alo, tôi nghe đây. Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói ấm áp của người đàn ông. Là tôi đây. Thảo Hiền khẽ cười. Tôi biết mà, tôi thấy tên anh, có chuyện gì thế? Hữu Quân hắng giọng. Ừ, hai ngày tới bên phía một người bạn mà tôi xã giao có tổ chức một cuộc gặp gỡ giữa các họa sĩ trong nghề lâu năm hoặc người mới. Cô có muốn đi cùng tôi không? Thảo Hiền vui như mở cờ trong bụng. Còn điều gì vui hơn việc cô được đến làm quen với những họa sĩ có chung niềm đam mê hội họa. Quan trọng hơn là cô đã có cơ hội để đi cùng người mình thích, thế nên cô đã đồng ý ngay. Tất nhiên là đi rồi, nhưng ở chỗ nào thế? Tôi sẽ gửi cho cô thông tin của buổi tiệc sau, hôm đó tôi sẽ đến rước cô. Hữu Quân không đề nghị nữa, thay vào đó là một câu khẳng định. Thảo Hiền nghe thế thì từ chối ngay. Như thế thì phiền anh mất, tôi có thể tự đến được mà. Không sao, tôi sẽ đến rước cô, rồi chúng ta sẽ đi cùng nhau. Như vậy sẽ tiện hơn việc hai chúng ta đi khác giờ giấc, rồi đến đó cũng chưa chắc sẽ gặp được đối phương ngay. Nghe anh lấy lý do để thuyết phục mình, Thảo Hiền không từ chối nữa, vì dù sao anh cũng ngỏ ý muốn đưa cô đi, cô ngại gì phải khước từ mãi. Vậy phiền anh quá, cảm ơn anh trước nhé. Không cần khách sáo đâu. Kết thúc cuộc gọi với Hữu Quân, Thảo Hiền vui đến mức ngã người lên chiếc giường rộng lớn, hai mắt nhắm lại mà môi cứ mỉm cười. Cũng không biết người đàn ông đó có ý gì với cô không nữa. Nghĩ đến cảnh được đi cùng anh khiến cô rất hào hứng. Thôi thì tạm gác chuyện buông bỏ sang một bên vậy, cứ tiếp tục thích anh thêm một chút. Bao giờ anh không để tâm đến mình nữa thì buông cũng chưa muộn. Thảo Hiền vừa cúp điện thoại không lâu thì cửa phòng vang lên tiếng gõ, người đi vào là bà Lan. Tuấn Khải đến chơi kìa, con xuống nói chuyện với nó đi. Lần nào bà Lan tìm cô vào giờ chiều này cũng là vì Tuấn Khải. Mà cái tên Tuấn Khải đó cũng hay thật, đến vào buổi chiều rồi ở lại ăn cơm cùng với gia đình cô luôn. Mọi người trong nhà thương yêu hắn lắm nên hắn rất tự nhiên mà ở lại dùng bữa. Thảo Hiền không khỏi nhăn mặt nhíu mày. Mẹ à, con chẳng còn chủ đề nào để nói với anh ấy cả. Sao lại không, con bé này? Bà Lan thúc giục. Nào, nhanh lên con. Thảo Hiền ngồi dậy, cô thở dài một hơi, mặt uể oải. Mẹ à, con đã không còn thích Tuấn Khải nữa rồi, vậy nên mẹ đừng có gán ghép con cho anh ấy nữa có được không? Bà Lan đanh mặt mắng yêu con gái. Thì bây giờ chẳng phải con còn độc thân hay sao? Tìm hiểu lại cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Con đã thích người khác rồi mẹ ơi. Vì không muốn bà Lan phải tốn công tốn sức nữa nên Thảo Hiền quyết tâm nói ra sự thật này. Nghe cô nói thế, bà Lan quả thật đã bị làm cho kinh ngạc. Con nói gì? Con thích ai kia chứ? Đừng hòng lừa mẹ nghe chưa? Thảo Hiền nhún vai. Từ trước đến nay có bao giờ con nói dối mẹ gì đâu. Lần này con cũng nói thật đấy. Con có người thích rồi.
Nghe đến đây, bà Lan mới tạm tin cô một chút, nhưng vẫn còn ngờ vực. Nhưng con thích ai mới được, và gặp người ta từ bao giờ? Con mới về nước cách đây vài hôm thôi mà. Thì cái lần đi dự buổi triển lãm tranh đó, con đã gặp được anh ấy. Bức tranh con mang về cũng là do anh ấy tặng lại, chứ không phải con là người may mắn. Trước những lời giải thích của con gái, bà Lan mới ngỡ ra rằng những gì cô nói hoàn toàn là sự thật. Nhìn biểu cảm và khuôn mặt thành thật đó của cô, bà biết cô không lừa gạt mình. Bà Lan cứ cho rằng dù gì Thảo Hiền và Tuấn Khải đã từng quen nhau nên sẽ thấu hiểu và dễ dàng quay lại với nhau. Vậy nên bà mới không ngừng đẩy thuyền cho họ, muốn họ tái hợp lần nữa. Nhưng bà Lan lại không để tâm đến thái độ tránh né của Thảo Hiền đối với Tuấn Khải gần đây. Bà cứ cho rằng lâu ngày gặp lại nên cô mới xa cách người ta như thế. Nào ngờ khi nghe cô nói thì bà mới ngỡ ra. Hóa ra từ lâu, cô đã hết tình cảm với Tuấn Khải thật rồi. Giờ đây còn mở lòng ra thích một người khác. Thấy bà Lan ngạc nhiên đến nỗi không biết nói gì, Thảo Hiền liền bổ sung. Vậy nên mẹ cũng đừng hy vọng giữa con và anh Khải nữa. Vì một khi đã chẳng còn chút cảm xúc gì thì chẳng thể gượng ép được đâu. Con sẽ nói rõ với anh ấy để anh ấy có thể thôi đi cái suy nghĩ kia. Thảo Hiền cùng bà Lan xuống dưới phòng khách. Đúng lúc này ông Bình cũng vừa từ bên ngoài về. Hiện tại cả nhà đã đông đủ nên mọi người liền xuống phòng bếp ăn cơm. Vẫn như mọi khi, ai nói gì thì nói, riêng Thảo Hiền chỉ im lặng ăn phần cơm của mình. Đến khi ăn xong cô mới đứng dậy, nhưng bản thân không rời đi ngay mà lại nói với Tuấn Khải một câu. Em có chuyện muốn nói riêng với anh. Được. Tuấn Khải cũng vừa dùng bữa xong, nghe cô bảo thế thì đặt đũa xuống bàn, sau đó đứng dậy chào ông Bình và bà Lan. Con xin phép ạ. Ông Bình gật đầu. Đi đi con. Hai người rời đi, Tấn Danh không nhịn được mà tò mò hỏi. Sao chị hai vẫn luôn lãnh đạm như thế nhỉ? Không biết đến bao giờ anh Khải mới có thể lay chuyển được trái tim chị ấy. Bà Lan nhìn theo bóng dáng hai người dần rời xa, đành thở dài một tiếng, ngao ngán nói. Chắc là mãi mãi sẽ không được đâu. Tấn Danh không hiểu cậu thắc mắc. Mẹ nói thế là có ý gì? Thảo Hiền và Tuấn Khải đi ra khuôn viên bên ngoài, nơi chỉ có hai người. Tuấn Khải rất tò mò, không biết cô định nói chuyện gì với hắn. Thảo Hiền, có chuyện gì vậy em? Thảo Hiền dừng bước, cô quay lại đối mặt hắn, không nhanh không chậm đi thẳng vào vấn đề. Tuấn Khải, em nghĩ anh đừng nên phí công sức vì em nữa. Sắc mặt Tuấn Khải cứng lại trong giây lát, vài giây sau hắn mới bừng tỉnh lại. Sao vậy em? Chẳng lẽ em thấy anh phiền lắm sao? Thảo Hiền không muốn Tuấn Khải cứ dây dưa, cũng không sợ hắn sẽ đau lòng, nên gật đầu, giọng cô vẫn dịu nhẹ như nước mùa thu. Ừ, vì em chẳng còn chút tình ý nào với anh, nên em thấy anh phiền. Bị cô từ chối thẳng thừng như vậy, nhất thời người đàn ông không biết nói gì mới phải. Em... Thấy hắn ấp úng, cô tiếp tục. Chuyện của chúng ta đã cách đây 8 năm trước rồi. Tất cả đều là quá khứ. Hiện tại em chẳng còn tình ý gì với anh cả. Nên anh không cần phải tốn sức. Nói chắc anh không tin. Nhưng em thật sự đã thích một người đàn ông khác. Em gặp anh ấy vào hôm em đi dự buổi triển lãm cách đây một tuần. Thành thật xin lỗi anh vì đã nói ra những lời này. Nhưng em muốn nói để cho anh hiểu. Tuấn Khải, đừng tiếp tục nữa. Những lời nói lạnh lẽo được thốt ra từ miệng cô như một ngọn dao vô hình đâm sâu vào trái tim Tuấn Khải, khiến hắn đau đớn tột cùng. Hắn cứ nghĩ cô vẫn còn chút tình cảm gì với hắn, nhưng đến hôm nay hắn mới biết là do hắn tự mình đa tình. Thảo Hiền là người vốn thẳng tính nên cô sẽ không ngại thốt ra những lời nói khiến người khác đau lòng. Nhưng liệu cô có biết khi nói ra những điều đó thì hắn khó chịu lắm không? Tuấn Khải cảm thấy khó tin, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Hắn thích Thảo Hiền nhiều như vậy, luôn muốn lấy cô về làm vợ mình. Nhưng trái tim cô đã chẳng thuộc về hắn nữa. Hắn biết phải làm sao đây? Tuấn Khải như chết lặng,
Phải qua mấy giây sau hắn mới thốt ra được một câu cứng ngắc. Anh hiểu rồi, anh sẽ không làm phiền em nữa. Dù gì người trước mặt cũng từng là người ngự trị trong trái tim mình, nên khi thấy cảnh Tuấn Khải đau lòng thì Thảo Hiền có chút chột dạ. Cô xin lỗi hắn lần nữa. Thành thật xin lỗi anh, chúc anh có thể tìm được một cô gái tốt hơn em. Không có gì đâu, là do anh không nhận ra suy nghĩ của em nên mới khiến cho em phiền lòng như vậy. Trái tim Tuấn Khải như bị vỡ ra hàng trăm mảnh, đau đến khó thở. Hắn rất muốn nói, ngoài cô ra thì chẳng có một ai tốt hơn. Người con gái ở trước mắt, tuy khoảng cách rất gần, nhưng có lẽ chẳng bao giờ Tuấn Khải có thể với tới được. Sau khi bộc lộ suy nghĩ của bản thân cho Tuấn Khải biết, thì Thảo Hiền mới thấy nhẹ nhõm. Cô mặc kệ hắn, cũng không quan tâm đến việc người nhà mình nghĩ thế nào mà đi thẳng lên lầu nghỉ ngơi. Sau này không gặp Tuấn Khải nữa cũng tốt, gặp chi lại chẳng có điều gì để nói cả. Hai ngày sau, đúng 5 giờ chiều là Hữu Quân đã có mặt trước nhà của Thảo Hiền. Anh đi theo định vị đến đây, nhìn căn biệt thự rộng lớn trước mặt, anh định đi xuống bấm chuông cửa. Nhưng nào ngờ lúc này Thảo Hiền từ bên trong đi ra. Hình ảnh cô gái khoác lên mình bộ váy màu tím trải trung tươi sáng khiến anh nhịn không được mà phải nhìn thêm chút nữa. Cô như một đóa hoa rực rỡ, khiến trái tim anh khẽ bị dao động. Thảo Hiền mở cửa, cô đi ra ngoài thì thấy chiếc Audi đang đậu trước cửa, và cô biết người ngồi trong chiếc xe ấy là Hữu Quân. Anh đúng giờ thật đấy. Anh hạ kính xe xuống. Lúc này Thảo Hiền đã đi ra đến bên ngoài. Cô đưa tay mở cửa xe và bước lên ngồi. Người đàn ông không cất tiếng chào cô. Tất nhiên rồi, hôm nay cô rất đẹp. Cô nhận miệng đáp. Cảm ơn anh, chúng ta xuất phát nhé. Được thôi. Thế là Hữu Quân khởi động xe, cả hai cùng khởi hành đến địa điểm cần đến. Ngồi trên xe, vì không muốn lãng phí thời gian ở bên cô, nên Hữu Quân đã lên tiếng trò chuyện cùng cô. Ban đầu tôi còn nghĩ cô sợ nên không dám đi nữa đấy. Thảo Hiền tỏ ra khó hiểu. Tôi thì sợ gì được cơ chứ? Sợ tôi đem cô đi bán, mà cô chẳng sợ tôi bắt cóc cô thật à? Người con gái làm ra vẻ hào hứng. Thế ư, được vậy thì mừng quá. Cô thích đùa quá đấy chứ. Anh khá vui vẻ trước sự đùa giỡn của cô. Chẳng mấy chốc đã đến nhà hàng tổ chức tiệc. Trước khi đi vào trong thì người đàn ông bỗng đưa cánh tay ra. Anh nhìn Thảo Hiền, ngụ ý muốn để cô khoác tay mình. Người con gái hiểu ý liền đưa cánh tay ra. Thế là hai người cùng sánh vai tiến vào bên trong. Lúc này khách khứa đã đến dự khá nhiều. Khi cả hai vừa xuất hiện ở đại sảnh thì có người đã nhận ra Hữu Quân. Anh ta tiến về phía này chào hỏi anh. Hữu Quân, đây là bạn gái của anh sao? Nghe câu hỏi này Thảo Hiền thoáng ngại ngùng, nhưng người đàn ông bên cạnh cô vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Anh cười đáp. Không phải, cô ấy là một người bạn của tôi. Ôi, tiếc thế. Không biết cô ấy tên là gì nhỉ? Nếu thắc mắc thì anh hỏi cô ấy đi. Hữu Quân nhìn Thảo Hiền một cái. Người đàn ông kia quay sang cô bắt chuyện với cô. Không biết quý danh của cô đây là gì? Tôi tên Thảo Hiền. Đợi đến khi anh ta chính miệng hỏi thì Thảo Hiền mới trả lời. Từ trước đến nay cô rất ít khi xã giao thế này, nhưng cũng nên tập dần đi là vừa. Người đàn ông nghe thế thì cười. Tên hay thật, vừa hiếu thảo vừa hiền thục, đúng là cô gái có 102. Cô lịch sự đáp lại. Cảm ơn anh. Nói được vài câu thì Hữu Quân giải vây cho cô. Hai người đi vào bên trong và anh đã giới thiệu cho cô một số họa sĩ tuổi trung niên. Có những người cô đã gặp trên mạng, đến hôm nay mới có cơ hội gặp mặt. Thảo Hiền hào hứng trao đổi với họ, cũng muốn tạo thêm nhiều mối quan hệ mới. Các bạn thân mến,
Các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Nữ Họa Sĩ Xinh Đẹp của tác giả Ngọc Trân. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.